Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn chuyên bất động sản ở phía Nam của Sài Gòn. Mọi người hãy truy cập thêm vào trang web giới thiệu nhà quận 7 của cá nhân Tường để xem thêm những mặt hàng, những sản phẩm ở khu vực phía Nam Sài Gòn này nha. Và ngày hôm nay thì Tường sẽ mang đến cho mọi người một căn nhà với phân khúc tầm khoảng là 2 tỷ mấy, gần 3 tỷ. Vị trí đầu của quận 7, tuyến đường Lê Văn Lương, nó nằm ngay cái đoạn Nguyễn Duy Thập sát bên Lotte Mart. Mình đi Lotte Mart siêu thị á, thì cỡ khoảng là 5 phút đi bộ thôi đó mọi người ạ, rất là gần luôn và tiện đi nhiều nơi trong khu vực liền kề khu dân cư Him Lam nè. Mình đi quận 8 cũng rất là gần, Đại học Tôn Đức Thắng á, thì cũng cách khoảng chừng 10 phút. Và bây giờ thì Tường sẽ đi sâu vào bên trong và tìm hiểu cái căn nhà này nha. Bây giờ mọi người cùng với Tường đi thôi. Thì cái con đường đi vào á, thì độ khoảng là 2m, cách đường Lê Văn Lương độ khoảng là 50m, rất là gần thôi mọi người ạ. Và vị trí của căn nhà là ở gần cuối căn ở phía bên ngoài, cái căn mình là ở phía bên trong. Được thiết kế là gồm một trệt một lầu, thì cái lối đi vào á, thì nó hơi hạn chế một chút xíu, độ khoảng chiều ngang á, là 1m7, và địa chỉ đó chính là 380/26/2 đường Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Hưng, quận 7. Và bây giờ thì Tường sẽ cùng với mọi người tiến vào khu vực ở phía bên trong của căn nhà. Đứng từ ở trong nhà thì nhìn ra ở phía trước có một cái khoảng sân chung. Khoảng sân này thì của căn nhà của mình và căn nhà đối diện. Ở phía ngoài là con đường độ khoảng 2m và đi vào bên trong một chút xíu nữa, cũng khoảng vài căn nữa là hết rồi mọi người ạ. Nên con hẻm này khá là an ninh và yên tĩnh. Và đây chính là cái không gian ở bên trong của căn nhà. Vị trí đây chính là phòng khách. Được thiết kế thì rất là sạch sẽ, hiện đại. Trần thì cũng rất là cao. Ở phía giữa có một cái đèn chùm sẽ là cái điểm nhấn cho cái căn nhà. Với diện tích của căn nhà là chiều ngang là 4m và chiều dài là 8m. Vị trí phòng khách đó, theo Tường quan sát đó, thì sẽ được tính từ cái chỗ vị trí của máy quạt đổ ra cánh cửa thì khoảng là 15m2, tương đối nhỏ gọn, vừa vặn và thích hợp với cái căn nhà như thế này. Phòng khách đó, thì gia chủ sẽ tặng một bộ ghế sofa, kèm theo đó là kệ cũng như là tivi hiệu Samsung. Khu vực bếp đó, thì cũng được thiết kế tương đối là vừa vặn. Ở phía bên trong cùng là nơi mà chúng ta sẽ để một chiếc máy giặt. Về bồn rửa thì sử dụng bồn đơn, bồn một cái và mặt đá, sử dụng là đá hoa cương. Ở phía dưới có tủ để mình để bình ga. Ở phía trên thì chưa thiết kế tủ treo tường, nên mọi người nhìn thì nó có cái cảm giác là rộng hơn. Vị trí Tường đang ngồi đó chính là ở bộ ghế sofa và nhìn đối diện qua kệ tivi. Ở phía trên thì có một cái đồng hồ thì rất là đẹp. Và đây là cái view ở phía bên trong. Nhà vệ sinh được thiết kế ở phía trong góc và ở bên cùng thì là cầu thang đi lên. Đây là vị trí của nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Nhà vệ sinh thì được thiết kế là tương đối nhỏ gọn, sử dụng trang thiết bị khá là cao cấp và đẹp. Tường thì ốp cao lên tuốt trên luôn nên nó cũng rất là sạch sẽ, có sử dụng vòi sen. Cửa thì cũng được sử dụng cửa nhôm bình thường thôi nha mọi người, và kính đục nó sẽ lịch sự hơn. Và ở phía trên thì có chừa một cái tủ, cũng còn gọi là cái kho, để mình để những cái vật dụng lung tung hoặc là để vàng bạc châu báu gì đó cũng được nữa đó mọi người. Nền gạch ở phía dưới thì cũng được sử dụng gạch tông màu trắng, nền cũng rất là sáng, đẹp. Bây giờ Tường sẽ tiến lên khu vực cầu thang. Cầu thang thì cũng sử dụng là cầu thang xoắn, đúc hoàn toàn luôn, và sử dụng tay nắm bằng sắt.
cũng rất là chắc chắn. Và đây chính là cái view mà mình đứng từ cầu thang nhìn phía dưới phòng khách cũng như là bếp, toàn cảnh cái không gian của căn nhà. Trần thì sử dụng trần đúc và sử dụng ốp thạch cao để mình gắn một số loại đèn led đó mọi người. Bây giờ là cái vị trí ở phía trên nha. Lầu 1 theo tường quan sát là có hai phòng, một phòng ở phía trên có cửa sổ và một phòng ở phía bên tay phải của tường đây. Bây giờ thì tường sẽ quẹo vào cái căn phòng phía bên tay phải trước. Về phía dưới nền thì không phải là gỗ mọi người. Dạng này là dạng gạch giả gỗ, nhìn nó cũng rất là sạch sẽ và sáng. Căn phòng thì độ khoảng là 10m² và cộng theo đó là có một cái nhà vệ sinh ở phía bên trong phòng, nên cũng khá là riêng tư, thích hợp. Đây chính là vị trí của nhà vệ sinh ở lầu 1. Tự nhiên sử dụng thêm cái bồn cầu màu xanh thì nó hơi lạ lạ, sử dụng bồn cầu màu trắng thì nó thích hợp hơn. Và về trần thì cũng được bố trí khá là cao nên không có tạo cái cảm giác là thấp, với lại nó thoáng hơn nhiều. Cửa phòng thì cũng được sử dụng là cửa nhôm bình thường thôi, giống như là ở nhà vệ sinh. Và đây chính là căn phòng thứ hai. Căn phòng này rất là rộng, độ khoảng là gần 20m², nó bằng với cái vị trí của phòng khách tính từ cái máy quạt hồi nãy tường chỉ á. Phòng này thì có thêm cửa sổ cũng như là cửa ban công. Nói chung ban công lúc hồi nãy mọi người đã nhìn thấy tường quay ở phía trước vô rồi, thì nó cũng tương đối là không có lớn như một số căn nhà khác. Và đây chính là cái khoảng ban công ở phía trên để mình phơi đồ phơi đạc. Chiều rộng của ban công thì độ khoảng viên gạch này là 3, thì nó khoảng 1m, mình tính luôn cái bờ tường ở phía trên nữa thì cái chiều ngang độ khoảng 1m rưỡi cái khoảng ban công, và sử dụng khung bảo vệ bằng sắt. Và đây chính là cái view ở trên mình nhìn xuống ở phía dưới khoảng sân chung và cái khoảng đường thì đường hẻm. Và mặt tiền thì nó hướng ở phía bên đây nè mọi người, đó gần lắm, ở ngay sau lưng cái tòa nhà cao cao bự bự đang cho thuê đó. Thì vị trí lối tay mắt thì hướng qua bên tay trái ngay chỗ cái biển đỏ đỏ là nhìn qua, đó chính là siêu thị Lotte Mart. Và bây giờ thì tường sẽ quay trở lại với căn phòng khách để nói về cái phần thông tin cũng như là pháp lý của căn nhà này để cho mọi người được biết. Đầu tiên thì tường xin nói về cái phần vị trí trước là ở hẻm số 380 đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7. Thì vị trí này thì rất là tốt để cho mình đi nhiều nơi trong khu vực cũng như là trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Với cái diện tích là ngang 4m và chiều dài là 8m, khá là gọn gàng, nhỏ nhắn, xinh xắn. Và được thiết kế là có một trệt cũng như là một lầu. Bên trong có hai phòng ngủ kèm theo đó là hai nhà vệ sinh. Căn phòng đầu tiên thì có nhà vệ sinh riêng, còn căn phòng phía bên ngoài thì không có nhà vệ sinh. Với cái diện tích như thế này thì tường nghĩ là hai vợ chồng mới cưới cũng như là gia đình có 4 thành viên thì ở rất là thích hợp. Về mặt pháp lý thì mọi người có thể yên tâm, sổ hồng riêng và có hỗ trợ của phần vay vốn ngân hàng. Với cái giá mà gia chủ muốn bán cái căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn và ở gần trung tâm này thì là 2.800.000.000, bớt nhẹ mọi người ạ. Nên mọi người yên tâm nha, cứ đến xem nhà cũng như là mình gặp trực tiếp chủ để thương lượng về cái giá. Thì phần video tường cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like nè, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tường để cập nhật thêm nhiều sản phẩm bất động sản khu vực Nam Sài Gòn này. Kèm theo đó là hãy truy cập vào trang web của tường thêm để xem thêm nhiều sản phẩm để có thêm nhiều sự lựa chọn. Tường có nhiều loại căn nhà từ nhà nhỏ cho đến nhà to đều có hết, nên mọi người cứ tham khảo thoải mái thêm để thêm sự lựa chọn nữa nha. Chào tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.